Số 660, Kinh Bảo Vũ, quyển 9. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây, thì xa lìa keo kiệt ganh ghét, những gì là 10? 1. Mình được làm thí chủ. 2. Luôn khuyên người khác bố thí. 3. Hay khen ngợi bố thí. 4. Vui mừng khi người khác bố thí. 5. Ngoài khen ngợi ra còn khiến cho thí chủ được hoan hỷ. 6. Khi được người khác cho, chẳng bao giờ nghĩ rằng chỉ cho ta mà chớ cho người khác. Vật như vậy chỉ một mình ta mới đáng có. 7. Bồ Tát phát tâm khiến cho tất cả hữu tình đều được lợi ích, đó là luôn giúp đỡ họ của cải sinh sống. 8. Bồ Tát phát tâm khiến cho các hữu tình đều được an lạc, đó là thành tựu tất cả sự an lạc của thế gian và suốt thế gian. 9. Ta nên chuyên cần tu tập vì muốn tạo lợi ích cho các hữu tình. 10. Ta nên phát khởi tâm để bỏ keo kiệt ganh ghét. Này Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này liền có thể lìa hẳn tâm keo kiệt ganh ghét. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có thể đối với tất cả hữu tình được tâm bình đẳng, những gì là 10? 1. Đối với tất cả hữu tình phương tiện bình đẳng. 2. Đối với tất cả hữu tình tâm không chướng ngại. 3. Đối với tất hữu tình tâm không não hại. 4. Tu hành bố thí. 5. Tu tập trì giới. 6. Tu tập an nhẫn. 7. Tu tập chánh cần. 8. Tu tập tỉnh lự. 9. Tu tập bát nhã vì muốn tạo lợi cho các hữu tình. 10. Chú nhóm nhân nhất thiết trí. Bồ Tát tích tập hoàn toàn không dựa vào hai loại tâm, bình đẳng cấp vì tất cả hữu tình và tích tập. Để Bồ Tát có khả năng tích tập như vậy thì mau chứng pháp tánh, có thể ra khỏi tất cả nóng bức sinh tử, cũng có thể làm cho người khác ra khỏi sinh tử. Tâm Bồ Tát bình đẳng với các hữu tình, không tâm ái cũng không ganh ghét. Này thì Nam, ví như trưởng giả có 6 người con, tất cả đều đoan nghiêm dự ý cha. Tâm của trưởng giả bình đẳng nuôi dưỡng, lòng thương yêu không nghĩ thiên lệch. Nhưng các người con ấy còn nhỏ dại ngu ngơ, chưa có tài giỏi. Nhà của trưởng giả bỗng nhiên bị cháy. Lúc đó các người con mỗi người ở một nơi trong nhà. Này thì Nam, ý ông thế nào? Lúc đó trưởng giả có nghĩ rằng ta cứu những người con đứa này ra trước đứa kia ra sau chăng? Bồ Tát chỉ cái bạch Phật: Không, bạch Thế Tôn, vì sao? Vì tâm của trưởng giả bình đẳng nên đối với các người con kia tùy khả năng của mình mà cứu chúng ra khỏi. Phật bảo: Đúng vậy, đúng vậy, Bồ Tát cũng thế. Tất cả hữu tình ở trong nhà sinh tử nóng bức, ngu si vô trí, lại không tài giỏi. Hữu tình như vậy mỗi kẻ ở mỗi nơi trong 6 đường. Bồ Tát dùng phương tiện khiến cho tất cả đều được ra khỏi, là có thể an trí nơi cảnh giới vắng lặng. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được khéo cúng dường tất cả Như Lai, những gì là 10? 1. Đem pháp cúng dường, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 2. Như tiết tu hành, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 3. Làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 4. Vì giáo hóa các hữu tình, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 5. Tùy tất cả việc làm đều làm lợi ích cho các hữu tình, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 6. Không liệm bỏ thiện nguyện, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 7. Không sợ bỏ tất cả việc làm của Bồ Tát, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 8. Tư duy như lý, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 9. Tâm không nhàm chán, mệt mỏi, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. 10. Không lìa bỏ tâm Bồ Đề, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. Này thì Nam, vì sao phải cúng dường pháp? Vì pháp thân, tức là chư Như Lai, nên cúng dường pháp, tức là cúng dường tất cả Như Lai. Thế nào là như thế tu hành? Nghĩa là tu hành đúng như lời dạy của Như Lai đã được thành tựu Như Lai. Thế nào là làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình? Nghĩa là Đức Như Lai xuất hiện và làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Thế nào là giáo hóa các hữu tình? Nghĩa là Đức Như Lai xuất hiện cũng vì giáo hóa tất cả hữu tình. Thế nào là làm lợi ích cho tất cả hữu tình? Nghĩa là tất cả sự nghiệp, việc làm đều vì lợi ích cho các hữu tình. Thế nào là không sợ bỏ thệ nguyện? Vì sợ bỏ thệ nguyện có thể làm lợi ích cho các hữu tình.
Thế nào là không sẽ bỏ tất cả việc làm của Bồ Tát? Nghĩa là nếu làm trái với những việc làm của Bồ Tát thì không thể cúng dường tất cả Như Lai. Thế nào là tư duy Như Lý? Nghĩa là nếu không tư duy Như Lý thì không thể cúng dường cho Như Lai. Thế nào là tâm không mệt mỏi, nhàm chán? Nghĩa là nếu tâm mệt mỏi mệt nhàm chán thì không thể cúng dường tất cả Như Lai. Thế nào là không xả bỏ tâm Bồ Đề? Nghĩa là vì xả bỏ tâm Bồ Đề thì không thể cúng dường tất cả Như Lai. Vì sao? Này thì Nam, như các Bồ Tát làm đỡ cho hữu tình nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không có hữu tình thì Bồ Tát không thể chứng chánh đẳng giác. Vì thế đem pháp cúng dường, tức là cúng dường tất cả Như Lai, chẳng phải cúng dường bằng của cải. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì khéo giỏi hầu hạ thờ kính cúng dường tất cả Như Lai. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có khả năng hàng phục ngã mạn, giống như là 10. Một, Bồ Tát bỏ nhà xuất gia, tất cả quyến thuộc đều rời bỏ. Xem thân này giống như thay chết, vì trong chân đó mà có khả năng hàng phục ngã mạn. Hai, ta hủy bỏ hình dáng tốt đẹp, vật áo hoại sắc, thân hình khác tục, cho nhân duyên này mà có khả năng hạ phục ngã mạn. Ba, ta cả bỏ râu tóc, ta bưng bình bát khất thực từng nhà, chỉ nhân duyên này mà có khả năng hạ phục ngã mạn. Bốn, khất thực từng nhà, có tâm thấp kém như chiên trà la, vì thế nên có thể hạ phục ngã mạn. Năm, đến nhà người khác xin ăn, bạn của ta nhờ họ mà sống, nên nghĩ thân mình như người ăn xin, do vậy nên có thể hạ phục ngã mạn. Sáu, ta đi khất thực, tuy bị người khinh khi, nhưng vì hạnh khất thực nó không nhàm chán mỏi mệt, do vậy nó có thể hàng phục ngã mạn. Bài cúng dường tôn giả A Xà Lê nghĩ tưởng là ruộng phước, do vậy nó có thể hàng phục ngã mạn. Tám, sở hành của ta đầy đủ oai nghi vô phép, vì muốn làm cho người đồng phạm hạnh khác tế đều hoan hỷ, vì thế nên có thể hàng phục ngã mạn. Chín, Phật pháp chưa được, ta nguyện sẽ được, vì thế nên có thể hàng phục ngã mạn. 10. Ta có thể đối với các hữu tình nóng giận tổn hại kia thường khởi nhỏ nhục, vì thế nên có thể hàng phục ngã mạn. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì có khả năng hàng phục ngã mạn. Là nói này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có khả năng được tịnh tấn những gì làm bởi. Một, vì đời trước đã trồng các lành đầy đủ nhân duyên nên sinh đã có phước đức. Hai, được chánh kiến chẳng do thầy dạy. Ba, lìa bỏ hành hư dối vô nịnh, được ý lạc đầy đủ. 4. Không tà vậy tâm tánh chất trực. 5. Do căn tánh nhạy bén nên được trí tuệ đầy đủ. 6. Vì tâm thanh tịnh thường trú liên tục nên có khả năng lìa bỏ chướng ngại tùy miên. 7. Lìa bỏ tri thức ác, nương nơi tri thức thiện. 8. Mong cầu pháp lành chẳng khởi ngã mạn. 9. Chuyển thuyết chánh pháp không còn điên đảo thủ. 10. Lòng tâm rộng lớn nó có thể biết oai đức rộng lớn của Như Lai. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được tâm tịnh tánh. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với oai đức rộng lớn của Như Lai, con mong muốn nghe chút ít phần nghĩ ấy. Phật nói, Thì Nam, ông nên lắng nghe và kéo suy nghĩ kỹ. Ta nay vì ông mà tuyên thuyết một phần nhỏ về nghĩa oai đức rộng lớn của Như Lai. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, lành thay bạch Thế Tôn, con muốn được nghe. Phật nói, này Thì Nam, Như Lai thành tựu đại từ bình đẳng, vì khắp tất cả hữu tình, Như Lai khởi lòng đại từ đối với một hữu tình và ban cho tất cả hữu tình cũng chẳng khác. Đại từ của Như Lai tuy biến khắp cõi hữu tình toàn cõi hư không, nhưng bờ mé của đại từ thật không thể tu đắc. Này thì Nam, Như Lai thành tựu đại bi chẳng cùng với tất cả thanh văn chuyên giác và chư Bồ Tát. Khi Như Lai khởi lòng đại bi đối với một hữu tình và ban cho tất cả hữu tình cũng chẳng khác. Thì Nam, Như Lai thành tựu thuyết pháp vô tận trong vô lượng a tăng kỳ kiếp, ngôn thuyết đều khác đạo lý chẳng đồng, vì tất cả hữu tình và lập tức diễn thuyết, nhưng pháp của Phật nói chẳng cùng tận. Thì Nam, Như Lai thành tựu do lượng vấn nạn, có thể trả lời giảng thuyết. Thì Nam, giả sử tất cả hữu tình cho đến tất cả loài hữu tình đồng thời hỏi Phật về danh cứu văn thân mà mỗi khác nhau, Như Lai trong một sát na hoặc một lạc vượt, một mâu lô hô lật đa, đều có khả năng trả lời, giải thích mà chẳng cùng tận. Thì Nam, Như Lai thành tựu cảnh giới sở hành tỉnh lự mà không hề chướng ngại. Thì Nam, giả sử làm cho tất cả hữu tình đều trụ vào quả vị 10 địa của chư Bồ Tát. Bồ Tát như vậy trong cùng một lúc đều nhập vào vô lượng trăm ngàn các tam ma địa. Khi nhập như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn các kiếp,
Nơi nhập tịnh lự của Bồ Tát mỗi mỗi chẳng động cũng không thể biết được tam ma địa và bờ mé cảnh giới sở hành của Phật đạt được. Thị nam, Như Lai thành tựu cho lượng sắc thân. Nếu các hữu tình còn dùng sắc thân Như Lai để giáo hóa, thì Như Lai có thể ngay trong một sát na hoặc một lạp phược, một mâu hô lạc đa ở trước mỗi loài hữu tình kia thì hiện tướng sắc thân Như Lai. Nếu các hữu tình cần thấy tướng sắc thân của những loài hữu tình khác, thì Như Lai có thể ngay trong một sát na hoặc một lạp phược, một mâu hô lạc đa mà mỗi ở trước hữu tình ấy thì hiện tướng sắc thân của những loài hữu tình khác nhau. Thì nam, cảnh giới mà mắt Như Lai nhận thấy có vô lượng thứ chỗ thấy của thiên nhãn thì nhục nhãn của các hữu tình không thể thấy. Những loài hữu tình như vậy đầy khắp thế giới, vượt ngoài sự tính toán suy lường. Đức Thế Tôn như thật quán thấy tất cả hữu tình đó giống như thấy trái Amala trong lòng bàn tay. Này thì nam, cảnh giới mà ta Như Lai nghe thấy có vô lượng thứ như trước đã nói. Trong vô lượng cho biên các thế giới hữu tình tràn đầy khắp tất cả hữu tình ở những thế giới ấy, trong một sát na, một lạp phược, một mâu hô lạc đa, đồng thời phát ra âm thanh, những các âm thanh ấy, âm vận trầm bổng, ngôn từ lớn nhỏ, nói năng khác nhau. Như Lai nghe mỗi mỗi âm thanh sai biệt ấy, đều có thể biết rõ. Này thì nam, Như Lai thành tựu thánh trí vô tận, vô lượng giống như hư không. Thì nam, tất cả chúng sinh tận cõi hữu tình mà mỗi vẽ ra từng tư duy riêng khác, gây từng loại nghiệp khác nhau. Như Lai trong một sát na, một lạp vượt, một ma hô lật đa có thể biết rõ tất cả hữu tình này. Vẽ ra như vậy, suy nghĩ như vậy, tạo nghiệp như vậy, được quả như vậy. Như Lai dùng trí vô ngại có thể biết rõ tất cả nghiệp quả ba đời của các hữu tình kia. Vì sao? Vì Như Lai thường ở trong Tamarida. Vì sao? Vì Như Lai không thất niệm, các căn không tán loạn, tâm không dông rủi. Vì sao? Này thì nam, vì Như Lai trụ vắng lặng, rất vắng lặng, hết sức vắng lặng để có khả năng đoạn trừ tất cả các phiền não. Này thì nam, nếu chúng sinh kia có các phiền não, tâm đi dông rủi thì không thể đắc các tam ma địa. Như Lai không có phiền não bụi dơ, khởi trí vô lậu, chứng được tất cả lý tánh bình đẳng tự tại của các pháp, thông đạt tất cả cảnh giới sở hành các tam ma địa, tam ma bát đế. Này thì nam, bốn loại an nghi của Như Lai mỗi mỗi đều trụ vào tam ma địa. Và đến Như Lai nhập vào niết bàn, trải qua thời gian như vậy luôn trụ vào tam ma địa, huống gì là thời gian ngắn mà không ở trong định sao? Này thì nam, Như Lai ở trong vô lượng kiếp tích tập tư lương, do vậy Như Lai thường trụ tam ma địa. Này thì nam, có thể trắc lường, có thể tư duy, có thể đo tính về Như Lai chăng? Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, thưa không, vì Đức Như Lai ở trong ba A Tăng Kỳ kiếp tích tập tư lương mà chứng được như vậy. Phật nói, này thì nam, ta ở trong vô lượng kiếp tích tập tư lương chứng được cảnh không thể nghĩ bàn của Như Lai, không chỉ ở trong A Tăng Kỳ kiếp mà chứng được, nhưng vì Bồ Tát ngộ giải tánh các pháp bình đẳng rồi mới được nhập vào số ba A Tăng Kỳ kiếp ấy, chứ chẳng phải mới phát tâm. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình được nghe oai đức lớn của Như Lai có thể khởi tình tánh hoan hỷ vui mừng, thì các hữu tình ấy đã có phước đức làm các điều thiện, dứt trừ nghiệp chướng. Nếu khởi tâm hiểu thì thân cận Bồ Đề, huống gì là nghe rồi tọa trì đọc tụng, hiểu biết rốt ráo nói rộng cho người khác. Bạch Thế Tôn, hữu tình như vậy chẳng bao lâu có thể thành tựu oai đức của Như Lai. Phật nói, đúng vậy, đúng vậy. Này thì nam, các hữu tình này sẽ được vô lượng cho Phật mau thâu nhận, sẽ được thừa sự cho lượng cho Phật trong các căn lành. Nếu thì nam thì nữ nào được nghe oai đức rộng lớn của Như Lai mà hoàn toàn không khởi tâm do dự, nghe ngại về oai đức của Như Lai thì có thể ý thức tư duy tâm tịnh thắng giải, mặc áo mới sạch như pháp cúng dường, có thể trong vòng 7 ngày 7 đêm chuyên niệm tư duy tâm không tán loạn, mãn 7 ngày 7 đêm liền vào đêm ấy được thắng Như Lai. Nếu pháp đã làm không được đầy đủ thì người này khi mạng chung tâm không tán loạn sẽ được ở ngày trước Như Lai. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, có các hữu tình nào khi nghe nói oai đức lớn của Như Lai mà sinh bất tín không? Phật nói, có. Này thì nam, như các hữu tình khi nghe nói oai đức rộng lớn của Như Lai liền có ý
thích dữ tợn tô ác khổ độc. Khởi tâm tổn hại đối với thầy thuyết pháp, khởi tưởng về đế thức ác. Cho nhân duyên này sau khi thân hoại, sinh vào địa ngục. Này thì nam, nếu các hữu tình nào nghe nói oai đức rộng lớn của Như Lai mà tâm sinh tình tính đối với thầy thuyết pháp, khởi tưởng về tư thức thiện và xem là thầy dẫn dắt, cho nên biết các hữu tình này chắc chắn nhiều đời sinh ở nơi từng nghe oai đức rộng lớn của Như Lai. Và các hữu tình này suy nghĩ như vậy: tôi xưa tôi sinh ở trong pháp hội chư Phật từng nghe pháp này, cho nên chúng ta nghe về oai đức rộng lớn của Như Lai, xin tâm sinh tịnh tính như Đức Thế Tôn dạy. Đang nghe oai đức rộng lớn của Như Lai, tâm sinh tịnh tính ấy, vì thuở xưa đã từng nghe như vậy. Lúc ấy Đức Thế Tôn liền hiện tướng lỗi cho trùm cả mặt, là che cả thân thể của cả tòa sư tử và các Bồ Tát, chúng thành dân đế thích phạm vương hộ thế, để đến che tất cả đại hội. Bây giờ Đức Thế Tôn thâu tướng lỗi lại, bảo đại chúng: này thì nam, tướng lừa như vậy là do Như Lai không vọng ngữ. Các ông nên hết lòng sinh tịnh tính, có thể ở trong nhiều trời được lợi ích an lạc. Khi nói pháp này có 84.000 Bồ Tát được pháp nhẫn vô sinh, vô lượng trăm ngàn hữu tình xa liền bụi nhơ được pháp nhãn thanh tịnh. Ngoài ra còn có vô lượng hữu tình chưa từng có khả năng phát tâm Bồ Đề thì đều phát tâm. Bây giờ Đức Bạc Già Phạm và Bồ Tát Chỉ Cái: này thì nam, Bồ Tát đạo thành tựu 10 pháp sau đây thì đối với thế tục được tiền xảo, như là một ở trong thế tục đế hiện bày có sắc, còn ở trong thắng nghĩa đế thì sắc không thể thủ đắc, cũng chẳng chấp trước. Ở trong thế tục đế hiện bày thọ tưởng hành thức, còn ở trong thắng nghĩa đế thì thọ tưởng hành thức đều không thể thủ đắc, cũng chẳng chấp trước. Hai, ở trong thế tục đế hiện bày địa giới, còn trong thắng nghĩa đế thì địa giới không thể thủ đắc, cũng không chấp trước. Ở trong thế tục đế hiện bày thủy hỏa phong không và thức giới, còn trong thắng nghĩa đế thì thủy cho đến thức giới đều không thể thủ đắc, cũng không chấp trước. Ba, ở trong thế tục đế hiện bày nhãn xứ, còn trong thắng nghĩa đế nhãn xứ không thể thủ đắc, cũng chẳng chấp trước. Ở trong thế tục đế hiện bày nhĩ xứ cho đến ý xứ, còn trong thắng nghĩa đế thì từ nhĩ xứ cho đến ý xứ đều không thể thủ đắc, cũng chẳng chấp trước. 4. Ở trong thế tục đế hiện bày có ngã, còn trong thắng nghĩa đế ngã không thể đo đắc, cũng chẳng chấp trước. 5. Ở trong thế tục đế hiện bày có hữu tình, còn trong thắng nghĩa đế hữu tình không thể đo đắc, cũng chẳng chấp trước. 6. Ở trong thế tục đế hiện bày có sinh mạng, dưỡng dục ý sinh Bồ Đắc Ca La Ma Na Phược Ca, còn trong thắng nghĩa đế đều không thể đo đắc, cũng chẳng chấp trước. 7. Ở trong thế tục đế hiện bày có thế gian, còn trong thắng nghĩa đế thế gian không thể thủ đắc, cũng chẳng chấp trước. 8. Ở trong thế tục đế hiện bày có pháp thế gian, còn trong thắng nghĩa đế pháp thế gian không thể thủ đắc, cũng chẳng chấp trước. 9. Ở trong thế tục đế hiện bày có pháp Phật, còn trong thắng nghĩa đế pháp Phật không thể thủ đắc, cũng chẳng chấp trước. 10. Ở trong thế tục đế hiện bày có Bồ Đề, còn trong thắng nghĩa đế sở chứng Bồ Đề và người năng giác đều không thể thủ đắc, cũng chẳng chấp trước. Này thì nam, nơi nhân tưởng mà tiết bày tất cả ngôn thuyết, đó gọi là thế tục đế. Còn ở trong thắng nghĩa đế, thế tục đế không thể thủ đắc, nhưng liền thế tục thì chẳng có thắng nghĩa đế. Này thì nam, nếu Bồ Tát ở trong thế tục đế có khả năng được thiện xảo, chẳng phải thắng nghĩa đế, vì thế gọi là thế tục điên đảo. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được thế tục thiện xảo. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được thắng nghĩa thiện xảo, như là mười: một, chứng được pháp tánh vô sinh; hai, chứng được pháp tánh bất diệt; ba, chứng được pháp tánh bất hoại; bốn, chứng được pháp tánh chẳng ra chẳng vào; năm, chứng được pháp tánh siêu việt ngôn ngữ sở hành; sáu, chứng được pháp tánh vô ngôn; bảy, chứng được pháp tánh lìa hỷ luận; tám, chứng được pháp tánh không thể nói; 9. Chứng được pháp tánh vắng lặng; 10. Chứng được pháp tánh bậc thánh. Vì sao? Này thì nam, bị thắng nghĩa đế không sinh, không diệt, không ngoại, chẳng ra chẳng vào, sẽ bị ngôn ngữ, chẳng phải văn tự mà được, chẳng phải hí luận mà được, không thể ngôn thuyết. Yên tịnh vắng lặng là sở chứng từ nội tâm của những bậc thánh. Này thì nam, vì các đức Như Lai nếu có xuất hiện hay không xuất hiện thì lấy thắng nghĩa này dẫn thường trụ bất hoại. Vì thắng nghĩa đó nên Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, thân mặc ca sa, tâm sinh chánh tính, xa lìa gia đình,
Nếu nơi không gia đình, đó là xuất gia. Được xuất gia rồi chuyên cần tu tập, như trên đầu quấn tơ lụa bị lửa thiêu đốt, chuyên cầu tán nghĩa như cứu hỏa chẳng ngừng. Nếu không có tán nghĩa thì phạm hạnh cũng là luống uổng, dù chư Phật ra đời cũng không có ích gì. Này thiền nam, do có tán nghĩa nên các Bồ Tát ở trong pháp này có khả năng được thiện xảo. Này thiền nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được tán nghĩa thiện xảo. Lại nữa, này thiền nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được yên khởi thiện xảo, những như là 10. Một, có khả năng biết tánh không. Hai, có khả năng biết tánh không sở hữu. Ba, có khả năng biết tánh không vững chắc. Bốn, có khả năng biết tánh như hình bóng. Năm, có khả năng biết tánh như bóng dáng. Sáu, có khả năng biết tánh như tiếng giang. Bảy, có khả năng biết tánh như huyễn. Tám, có khả năng biết tánh chẳng trụ. Chín, có khả năng biết tánh dao động. Mười, có khả năng biết tánh duyên khởi. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, các pháp không như vậy, không sở hữu như vậy, không vững chắc như vậy, giống hình bóng như vậy, giống bóng dáng như vậy, giống tiếng giang như vậy, giống huyễn như vậy, vô trụ như vậy, dao động như vậy, duyên khởi như vậy, là cần tư duy. Ta có khả năng biết rõ sự sinh, có khả năng biết rõ sự diệt của các pháp này. Bồ Tát lại suy nghĩ, tất cả các pháp do nhân gì sinh, do nhân gì diệt. Nghĩa là do vô minh làm chuyên hay sinh ra các pháp. Vô minh là đấng đầu, vô minh làm chỗ nương, nương vào vô minh mà các hành sinh khởi, nếu vào các hành mà có thức sinh khởi, nếu vào thức mà danh sắc sinh khởi, nếu vào danh sắc mà lục sở sinh khởi, nếu vào lục sở mà các xúc sinh khởi. Các xúc sinh khởi rồi thì sẽ hiện bày về thọ, do có thọ lên sinh ra ái. Người ngu bị ái dục, ái thúc dục nên sinh ra thủ. Thủ đó là tọa thủ, vì thủ sinh nên hữu tiếp nối sinh khởi. Nếu vào hữu mà có sinh, nếu vào sinh mà có già. Vì có già nên chúng sinh đều chết. Vì có chết nên lập tức sinh ưu bi khổ não, các pháp chứa nhóm thành của quả lớn. Vì thế người trí nên phải chuyên cần tiêu diệt vô minh, nhổ gốc rễ của nó. Nếu vô minh diệt thì các pháp diệt. Này thì nam, với như mạng căn diệt rồi thì các căn khác đều diệt. Vô minh như vậy diệt thì liền không còn chỗ nương, vì không còn chỗ nương nên phiền não không khởi lên. Vì nhân sinh tử diệt nên quả các nẻo diệt. Do vậy Bồ Tát có thể chứng niết bàn. Này thiền nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được duyên khởi thiền xảo. Lại nữa, này thiền nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có khả năng tự biết rõ biết, như là 10. Một, Bồ Tát quan sát thân mình là dòng họ nào, dòng Bà La Môn, xét đế lợi hoặc nhà cư sĩ phú quý, nhà nghèo khổ, trong các dòng họ sinh vào dòng họ nào. Bồ Tát tuy thường sinh vào các dòng họ tôn quý, chứ không bao giờ ỷ vào đó mà khởi lên kiêu mạn. Nếu sinh vào dòng họ bần tiện thì suy nghĩ thế này: ta thời xưa đã từng làm các tạp nhiễm, do đó khiến ta sinh vào trong dòng họ này. Vì nhân duyên ấy, Đức Bồ Tát nhàm chán xa lìa các hữu, do nhàm chán xa lìa mà cầu xuất gia. Hai, được xuất gia rồi anh nghĩ thế này: vì lợi ích gì mà cầu xuất gia? Bồ Tát tưởng duy như vậy, người ta xuất gia là vì muốn tự độ, làm cho người khác được độ, tự giải thoát khiến cho người khác giải thoát. Cho nên Bồ Tát luôn luôn xa lìa, buông luôn biến nhát. Ba, Bồ Tát nên nghĩ: người ta xuất gia đối với các tội chướng bất thiện đều nên diệt trừ. Vì sao? Vì như có người, vì như có tội đã được đoạn trừ thì tự tâm sinh hoan hỷ vui mừng. Nếu chưa đoạn trừ thì làm cho đoạn trừ. Vậy cần phải chuyên cần tu tập. 4. Bồ Tát cần phải quan sát như vậy: ta đã xuất gia, tất cả pháp lành đều được tăng trưởng. Vì sao? Vì nếu các pháp lành đã được tăng trưởng thì tâm sinh hoan hỷ. Nếu chưa tăng trưởng thì làm cho tăng trưởng. Ân cần tu tập. Nam, Bồ Tát nên quan sát thế này: nếu pháp lành tăng trưởng thì tội chướng diệt trừ. Vậy ta nên nương tựa bậc tôn giả. Do nhân duyên đó, Bồ Tát thuận theo hòa thượng, trì giới hay phá giới, nghe ít hoặc nghe nhiều, có danh tiếng hoặc không danh tiếng, khởi tưởng là đạo sư giống như Thế Tôn, sinh tịnh tính hoan hỷ vui mừng. 6. Bồ Tát nên đối với thầy A Xà Lê luôn luôn tôn trọng, cung kính cúng dường. Suy nghĩ thế này: ta này nương tựa thầy A Xà Lê, đối với pháp Bồ Đề Phần chưa viên mãn thì nguyện được viên mãn, đối với pháp phiền não chưa đoạn trừ nguyện được đoạn trừ. Bồ Tát thờ kính thầy A Xà Lê tưởng như hòa thượng, nếu có pháp lành thì tùy thuận tiếp thu,
có pháp bất thiện thì biết rõ chẳng làm. Do vậy tâm sinh hoan hỷ vui mừng. Bảy Bồ Tát nên khởi tư duy, ai là thầy ta, lại nghĩ thế này, bậc nhất thiết trí là thầy của ta. Thế nào là bậc nhất thiết trí? Đó là bậc biết rõ các pháp thương xót thế gian, luôn luôn khởi lòng đại bi, làm ruộng phước lớn ban cho tất cả thế gian, trời người A Tố Lạc, làm bậc mẫu mực, là đạo sư của ta. Do đó Bồ Tát hoan hỷ vui mừng, được lợi ích lớn. Bồ Tát lại tư duy, chư Phật Thế Tôn là thầy của ta, học sơ thánh đạo mà chư Phật diễn tiếp, ta nên tu tập cho đến mạng chung cũng không vi phạm, ta nên tôn trọng chư Phật như vậy, tăng thường cũng cần cúng dường. Tế Bồ Tát tư duy thế này, ta theo ái khất thực được thức ăn, ta nên xin thức ăn từ những bà la môn xác đế loại ở nơi thành ấp xóm làng, ta khiến hữu tình như vậy, nhờ vào sự cúng dường thức ăn mà được quả báo lớn, được lợi ích lớn, được oai đức lớn. Cho nên khi đi khất thực, chính Bồ Tát tư duy thế này, các bà la môn xác đế loại ở nơi thành ấp xóm làng, họ nghĩ tưởng thế nào mà cho ta thức ăn? Bồ Tát lại nghĩ, họ đối với ta, nghĩ tưởng là sa môn, nghĩ tưởng là bí xô, nghĩ tưởng là ruộng phước mà cho ta thức ăn. Ta nên suy nghĩ chỉ có sa môn là và người có ruộng phước, tất cả công đức ấy ta đều tu tập. Mời Bồ Tát suy nghĩ thế này, xin tự vô thị, ta nay ra khỏi, tại sao ra khỏi? Bồ Tát suy nghĩ, ta được xuất gia thành pháp bí xô là sự ra khỏi thứ nhất, ta nay thành tựu công đức của sa môn là sự ra khỏi thứ hai, ta thường tinh tấn xa lìa buông lung, chứng được pháp tánh nên có khả năng ra khỏi sinh tử vô thủy là sự ra khỏi thứ ba, ta đang hướng đến vô lượng vô thượng bồ đề mà chứng đẳng giác là sự ra khỏi thứ tư. Do Bồ Tát ra khỏi quan sát như vậy đã có khả năng tự biết rõ. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này nên tự biết rõ. Lần nữa này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có khả năng biết về thế gian. Đến giờ là 10. Một, đối với người xấu ác, xấu sắc láo thì luôn tự hạ thấp. Hai, đối với người kiêu mạn luôn lìa kiêu mạn. Ba, đối với người quanh co luôn nói lời chất trực. Bốn, đối với người lừa dối luôn nói lời chân thật. Năm, đối với người nói lời ác luôn nói lời thương yêu. Sáu, đối với người kiên cường luôn nói lời nhu hòa. Bảy, đối với người thô ác thì luôn luôn nhẫn nhục. Tám, đối với người nóng giận thì luôn tu lòng từ. Chính đối với người khổ não thì luôn tu lòng bi. 10. Đối với người keo kiệt thì luôn tu dễ bố thí. Hôm nay thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì có khả năng biết về thế gian. Là nửa này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được sinh vào cõi Phật thanh tịnh. Giống như là 10. 1. Thành tựu về giới không khuyết không tạp, giới không tỳ vết, giới được thanh tịnh. 2. Vì tất cả hữu tình tâm được bình đẳng. 3. Có khả năng thành tựu căn lành rộng lớn. 4. Đối với sự lợi dưỡng tiếng tốt cung kính khen ngợi, tâm thường để bỏ không còn đắm nhiễm. 5. Được lòng tâm thanh tịnh không nghi hoặc. 6. Thường tu tinh tấn lìa tâm biến trễ. 7. Có khả năng nhập định bán lặng tâm không tán loạn. 8. Luôn được nghe nhiều mà không có tội ác. 9. Thành tựu trí tuệ nhạy bén, căn tánh không chậm lục. 10. Có lòng từ bi không gây tổn hại. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với 10 pháp này còn phải đầy đủ mới được sinh. Nó bị khuyết thì có thể được sinh không? Phật bảo này thì nam, nếu có Bồ Tát nào thành tựu được một pháp mà không khuyết giảm, không một chút vi phạm, tươi trắng thanh tịnh, thì các Bồ Tát ấy liền được đầy đủ thành tựu 10 pháp. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được sinh vào cõi Phật thanh tịnh. Lần nữa này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được ở thai tạng không bị nhiễm bụi do, như là 10. 1. Tạo hình tượng Như Lai. 2. Sửa chữa tháp của chư Phật bị phá hoại. 3. Dùng những loại hương tốt thoa lên tượng Phật để cúng dường. 4. Dùng những loại nước thơm rửa tượng Như Lai để cúng dường. 5. Ở nơi tháp Phật quét dọn rưới trét trên đất để cúng dường. 6. Thường gần gũi thờ kính hầu hạ cúng dường cha mẹ. 7. Thường gần gũi cúng dường tại A Xà Lễ Hòa Thượng. 8. Luôn gần gũi cúng dường người tu phạm hạnh mà tâm Bồ Tát chẳng có mong cầu. 9. Bồ Tát nguyện đem căn lành này bảo thế cho con hữu tình, do căn lành của ta khiến cho họ không còn đắm nhiễm
sinh ở nơi bào thai nhơ bẩn. Mười Bồ Tát hồi hướng như vậy, ý vui tha thiết mãnh liệt thâm sâu. Này tỳ nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được ở nơi thai tạng không nhiễm bụi trần. Lời nói này thì nam Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được bỏ nhà xuất gia, nghĩa là 10. Một, không còn nắm giữ. Hai, không ở nơi không tạp loạn. Ba, nhằm chán cảnh giới. Bốn, lìa cảnh giới ưa đắm. Năm, chẳng khởi nhiễm đắm cảnh giới rối lòng. Sau đó với tất cả học số chư Phật dạy, luôn cung kính tôn trọng, luôn khéo tu tập, dũng mạnh tinh tấn. Bài đối với đồ ăn, thức uống, y phục, tư cụ, thuốc thang, tùy nơi mà thọ nhận đồ vật tâm thường biết đủ. Tám, đối với bình bát ca sa và tư cụ, khéo lìa bỏ tất cả sự tích chứa. Chín, ở trong cảnh giới tâm thường sợ sệt, có lo nhàm chán sẽ lìa. Mười, tu chân cần tu tập, có khả năng trụ vào vắng lặng, ngay hiện tiền. Này thì nam Bồ Tát thần tượng mười pháp này thì được gọi là Bỏ Nhà Xuất Gia. Lại nữa, này thì nam Bồ Tát nào thần tượng mười pháp sau đây thì được mạng thanh tịnh, nghĩa là 10. 1. Có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng bằng cách lừa dối vô nịnh. 2. Có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng vì hiện tướng ấy. 3. Có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng bằng cách cổ động nói dối. 4. Có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng xấu ác. 5. Có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng phi pháp. 6. Có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng bất tịnh. 7. Không tham nắm lợi dưỡng. 9. Được sự có tham nắm lợi dưỡng. 10. Được tánh không nóng bức. 9. Được tánh không nóng bức. 10. Đối với lợi dưỡng như pháp luôn luôn biết đủ. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng bằng cách lừa dối vô nịnh? Nghĩa là Bồ Tát này không vì nhân duyên lợi dưỡng mà để cho nghiệp thân ngữ tâm dối trá. Thế nào là thân không dối trá? Đó là Bồ Tát này khi như gặp thí chủ và người trợ giúp không hiện oai nghi. Thế nào là không hiện oai nghi? Là Bồ Tát này khi các chân không trá bước từ từ, hoặc khi hạ chân không nhìn về trước một tầm. Hiện tướng tư duy cũng chẳng trá ngụy, không quay đầu nhìn thẳng. Thế nào là lời nói không dối trá? Là Bồ Tát này không vì lời giữa mà nói lời nhỏ nhẹ từ từ, nhu hòa yêu thích và lời nói chiều chiều theo. Thế nào là tâm không dối trá? Là như lúc có thiếu chủ và người trợ giúp, Bồ Tát không bị lợi dưỡng mà nói lời tiểu dục, trong lòng lại ôm ấp nhiều tham cầu nóng bức. Đó là Bồ Tát không bị lợi dưỡng mà dối trá vô nịnh. Thế nào là có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng mà hiện tướng kia? Là Bồ Tát như gặp thiếu chủ và người trợ giúp, hoàn toàn không hiện gì tướng như nhưng họ nói. Tôi cũng dự y bát thuốc thang khi bệnh duyên, mà thiếu chủ và người trợ giúp ấy không cấp cho, Bồ Tát không bao giờ đến cầu xin họ. Đó là Bồ Tát có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng gì hiện tướng kia. Thế nào là Bồ Tát có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng bằng cách cổ động nói dối? Là Bồ Tát như gặp thí chủ và người trợ giúp, hoàn toàn không nói dối trá. Thí chủ A, B nào đem vật này cũng cho tôi, tôi vì vật ấy mà đền ơn họ, là cũng không nói dối. Thí chủ A, B nào vì tôi trì giới đã ban tiểu dục, đã nhập vật ấy mà cũng cho tôi khởi lòng từ bi thương xót mà thu nhận họ. Đó là Bồ Tát có khả năng lìa bỏ sự lợi dưỡng bằng cách cổ động nói dối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này trải nghiệm Phật tịnh độ trong năm bốn ăn nặng như cốt của ba đường. Nếu qua tháng ngày để phát tâm Bồ Đề, hai một báo thân này đều sanh già cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Bảo Vụ Quyển Chính.